Đang xin chào bạn. Giờ này đang xin giới thiệu các bạn bộ cần lu máy đứng. Còn giá rẻ. Chọn bộ luôn như này các bạn nhé. Gồm máy, kìm gỡ cá, khăn bịt và hộp đựng đồ, hộp đựng phụ kiện, hộp này đựng mồi này, đựng hóa linh, mồi thìa thì các bạn, bộ này bộ nó còn bộ cứng, độ cứng của nó là u thôi, cần này cần mềm, bạn lu cá suối hợp lý hơn, chọn bộ như này luôn các bạn nhé. Chọn bộ luôn. Bộ các bạn về câu thêm mồi. Đây là cần. Đây là mềm. Chỉ cần vài cái đi, vài cái đi, cần mềm. Cái này tải chỉ tầm 5 g, 5 g đổ lại thôi bạn. Chiều dài 1m8, fishing down 2 carbon, bát cả máy đấy. Này cần lu máy đứng thôi bạn. Vâng, rất thì hợp với máy FX2500 này. FX2500 này các bạn biết rồi, dòng này bền, giá thành bình dân, cầu lu với cần này là vừa hợp lý. Dòng FX này thì có cả hải đăng cũng có size 1000, các bạn muốn nhỏ hơn thì cũng có. Lu cần này thì các bạn size này cũng được. Cầm vẩy cái đi nó nhẹ. Cân cho bạn cả bộ của nó xem là bao nhiêu gram nhé. Cân trọng lượng của bộ. Ngọn nó thôi. Cho thêm cái ngọn vào. Đây ạ. 316 g. Vừa phải, ăn câu hợp lý hơn. Đỡ mỏi tay. Các bạn câu size 1000 thì còn nhẹ nữa. Câu size này là không may vào con cá to thì nó cũng nhàn hơn một chút. Đây là cần vào máy. Máy quả Shimano Malaysia. Hộp mà đựng đồ đây bạn. Hộp này rất nhiều ngăn. Các bạn đựng cả được khóa vào đây nữa rồi các bạn. Đựng khóa linh vào đây này. Cho khóa vào đây luôn. Nói chung là nó gọn. Nó không bị rơi vì nó gần như là nó có cái đây, để nhà. Mồi để đây thôi các bạn. Mồi thìa. Con nào to hơn thì bạn có thể đây. Cái này cũng có thể chia được ngăn nhỏ nữa. Đấy. Tùy mục đích sử dụng của các bạn. Đấy, hộp dây đeo. Để các bạn lu khăn đa năng. Đây là cước. Flo carbon, cực lưu này.
các bạn có thể chọn size nhỏ, đây là tượng trưng thôi cho các bạn xem. Kìm này cũng kìm đa năng, bạn tháo này ra, cắt và gỡ luôn và kẹp cáo luôn. Có thể đây có một cái lưỡi dao này, cạnh này sang là móng tay cũng có. Đây là lưỡi cưa, bọn này lưỡi cưa, bên này lưỡi dao. Kìm đa năng các bạn. Vừa gỡ vừa kẹp, đầu này nó cũng hết mắc vào, các bạn kẹp được, kẹp cá cũng chạy được. Kẹp các bạn đóng này vào. Này chỗ mắc dây bảo hiểm đây. Bây giờ này đang vệ sinh để giới thiệu các bạn nào bộ cần Luze máy đứng. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.